Anh Gơn ơi, cái con mà ghi loạn phím này thì nó loạn kiểu gì? Dạ. Vẫn ngon. Loạn phím. Đó. Để tháo mẹ màn hình ra là chắc. Đi đâu được, cái mạng đi không được. Đấy. Là như chắc. Cứ để đấy nhiều lúc ngược tay phải sợ. Là thịt. Là chỉ là thịt thôi. Không, em thấy là nó thay đổi rồi, nó thay đổi cái câu đấy rồi. Bây giờ là chỉ có câu đấy. Bây giờ nó không nói câu đấy nữa rồi, nó nói cái câu gì nó mới thay đổi cái nào về tập loài mà. Bây giờ cái gì khác? Nhiều khi nó bắt đầu nó thành lớn rồi bắt đầu là nói nó chạm. Bây giờ em chỉ thịt thôi. Bốn năm chạm.
sửa cái gì nhỉ? Không có phải lo lắng gì. À công ty ba con thấy hết bảo hành rồi, con thấy nếu mà thay màn hình thì màn hình hơn một triệu. Nếu em bán thì em cũng 200. Thì bây giờ con máy của nó hơn 2 triệu. Bây giờ máy cũ của anh chỉ bán là được hơn 1 triệu. Bây giờ con này của em thay màn hình hơn 1 triệu rồi mua khác thì chỉ mua được 200 thì được gì nhiều. Em lại đưa con thứ ba cho anh này. Con này là kiểu kiểu bình thường. Anh ấn phần trên ấy là nó bị luôn. Kiểu như màn hình này mà nó vỡ rồi, choi khò 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 cái lại lên được rồi. Lại mịn được như cũ vậy, ác. À, anh Quân điện cho anh Quân mà mang qua mấy cái được. Hả? Không, không có chân sạc đâu, không có cáp đâu. Ở nhà không có. Thank you.